HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Cùng quan sát tình huống này. Bóng đã luân chuyển qua chân rất nhiều cầu thủ. Bạn có để ý điều gì đó đặc biệt? Đó là rất nhiều cầu thủ thuận chân trái. Thế nên, nhiều người gọi vui, đây là đội bóng nhiều cầu thủ thuận chân trái nhất Việt Nam. Có thời điểm, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tung ra 11 cầu thủ, thì có tới 7 cầu thủ thuận chân trái đá chính trên sân. Và điều đặc biệt cũng không kém khi huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng là người thuận chân trái. Đội năm nay U21 là nhiều hơn trái, nhiều hơn cả mấy năm trước, khá là nhiều chân trái, cũng phải mười mấy người được đủ đội hình ấy. Thường thì những cầu thủ chân trái họ có một cái gì đó rất là tinh quái và khôn khéo, nên là em nghĩ điều đó cũng là rất có ích cho đội. Đội một không có nhiều chân trái như thế. Cái đó là một trong những cái đặc biệt của Viettel. Trong cái quá trình tuyển chọn và đào tạo thì chúng tôi đã chú trọng đến cái sự cân bằng. Đó là các cầu thủ bên trái và những cầu thủ bên phải tạo ra cái sự cân bằng. Và đấy cũng là một cái điều đặc biệt mà khi thầy trò lại cùng người chân trái nữa. Cho nên là chúng tôi cũng rất là hiểu nhau. Truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.